Thư viện pháp luật xin chào quý vị và các bạn. Hộ chiếu là loại giấy tờ xuất nhập cảnh quan trọng với công dân. Vậy hiện nay hộ chiếu quyền lực nhất thế giới gọi tên quốc gia nào và Việt Nam đang xếp hạng thứ mấy trên toàn cầu? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Hộ chiếu Việt Nam xếp thứ mấy? Bảng xếp hạng chỉ số hộ chiếu Hanley 2023 vừa được công bố. Và theo bảng xếp hạng mới này thì hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 88 trên thế giới, tăng 4 bậc so với năm 2022. Theo đó, công dân mang hộ chiếu Việt Nam có thể nhập cảnh tại 55 điểm đến trên toàn thế giới mà không cần xin thị thực visa hoặc chỉ cần thị thực điện tử e-visa hay thị thực tại cửa khẩu. Nếu đem so với khu vực Đông Nam Á thì hộ chiếu Việt Nam hiện chỉ xếp trên Campuchia, Lào và Myanmar. Các nước đứng trên Việt Nam lần lượt là Singapore, Malaysia, Brunei, Timor-Leste, Thái Lan, Indonesia và Philippines. Hộ chiếu nước nào quyền lực nhất thế giới? Cũng theo bảng xếp hạng trên thì hộ chiếu Nhật Bản có quyền lực nhất thế giới. Công dân mang hộ chiếu Nhật Bản được nhập cảnh 193 điểm đến mà không cần xin thị thực. Singapore, Hàn Quốc cùng giữ vị trí thứ hai khi công dân hai nước này đến 192 điểm đến không cần thị thực. Đức và Tây Ban Nha xếp thứ ba với 190 điểm. Các nước Phần Lan, Italia, Luxembourg xếp thứ tư với 189 điểm. Vị trí thứ năm gồm Áo, Đan Mạch, Thụy Điển, Hà Lan 188 điểm. Pháp, Vương quốc Anh, Bồ Đào Nha, Ireland xếp thứ 6 với 187 điểm. Mỹ, Bỉ, Cộng hòa Séc, Na Uy, New Zealand, Thụy Sĩ cùng xếp thứ 7 với 186 điểm. Các nước Australia, Canada, Hy Lạp, Malta xếp ở vị trí thứ 8, 185 điểm. Ba Lan, Hungary xếp thứ 9, 184 điểm. Và thứ 10 là Litva và Slovakia. Thống kê này được thực hiện từ 199 hộ chiếu và 227 điểm đến du lịch khác nhau trên thế giới và cập nhật mỗi quý một lần để đánh giá xếp hạng. Cứ mỗi điểm đến được miễn visa, hộ chiếu quốc gia đó sẽ được cộng một điểm. Bạn đã có hộ chiếu hay chưa? Nếu chưa thì hãy tham khảo thủ tục làm hộ chiếu ở phần mô tả để mà còn để dành đi công tác hay là du lịch nước ngoài nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại!